cấm xe máy, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần làm ngay. Trước mắt chỉ cấm xe máy vào các đường chính trong nội ô. Sau đó là cấm các tuyến đường có xe buýt. Đừng bao giờ đổ lỗi cho nghèo hay ở trong hẻm, phải đi xe máy, mà phải nhìn vào sự phát triển chung của xã hội. Có đất nước nào trên thế giới phát triển lên mà người dân chỉ có đi xe máy? Nhưng hệ lụy của xe máy gây ra về sau sẽ rất nhiều. Mấy ngày nay, tôi thấy mọi người tranh luận về chủ đề cấm xe máy, tôi xin góp ý sau, các thành phố lớn nên cấm xe máy ngay từ bây giờ. Nhưng phải có lộ trình. Trước mắt, tạm thời chỉ cấm xe máy vào các đường chính trong nội ô, ví dụ như những ngày lễ lớn hay Giáng sinh. Sau đó có lộ trình thông báo lan dần, cấm rộng hơn ở những tuyến đường có xe buýt. Vấn đề thứ hai là tất cả các xe cá nhân, từ ô tô đến xe máy, nên có niên hạn dưới 15 năm được sử dụng. Trên 15 năm, nhà nước nên mua lại. Để người dân không bị thiệt thòi, giá cả mua nhà nước quy định, lúc đó môi trường sẽ tốt hơn. Ai còn sử dụng không bán cho nhà nước, sẽ bị tịch thu luôn. Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường đầu tư xe buýt, ưu đãi để các doanh nghiệp vận tải làm tốt hơn. Và làm nhanh metro sớm đưa vào thực hiện. Thiết nghĩ, để xã hội văn minh, hiện đại hơn, chúng ta buộc phải làm thôi. Hà Nội, Sài Gòn cấm xe máy sẽ hết tắc đường. Xe máy tạo ra tâm lý tự tiện, dễ dãi không trật tự, ở đâu cũng chạy được. Có vỉa hè cũng như không. Những nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, đường nội đô của họ cũng có rộng hơn Việt Nam lắm đâu. Nhưng vì ít xe máy, nên trông văn minh hơn. Và lại ít xe máy, thì mấy phương tiện công cộng mới phát triển được chứ. Từ nhà ra ngõ 50 mét, mọi người cũng lấy xe máy ra chạy, xe máy đầy đường, làm sao xe buýt đón khách, chạy vô chạy ra chèn ép rồi tai nạn. Xe máy tạo ra tâm lý tự tiện, dễ dãi không trật tự, ở đâu cũng chạy được, có vỉa hè cũng như không, vì thế theo tôi. Nên cấm hết xe máy, thì Hà Nội Sài Gòn hết kẹt xe thôi. Môn đánh thuế 40% cà phê trà vì lo cho sức khỏe của dân. Tại hội thảo liên quan đến kiểm soát tiêu thụ đồ uống có đường do Bộ Y tế vừa tổ chức ngày 22 tháng 6, tiến sĩ Guillermo Bazai, chuyên gia tư vấn ngắn hạn của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng hiện nay tại Việt Nam chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào đồ uống có đường, hiện sản phẩm này chỉ chịu ảnh hưởng của thuế giá trị gia tăng 10%. Do vậy, tiến sĩ Guillermo Bazai đưa ra 4 phương án áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường. Phương án 1 là áp thuế 3.500 đồng trên 1 lít đồ uống có đường, theo đó giá sẽ tăng từ 14% tới 23% trà và cà phê uống sẵn. Khi có thuế, tiêu thụ sản phẩm này sẽ giảm khoảng 864 triệu lít, số thuế thu được sẽ khoảng 12.090 tỷ đồng. Phương án 2 áp thuế 35 đồng mỗi gam đường trong 100ml, khi đó giá sẽ tăng từ 10% tới 25%, nước uống tăng lực, sức tiêu thụ sẽ giảm khoảng 880 triệu lít, thuế thu được khoảng 12.400 tỷ đồng. Phương án 3 là áp thuế 40% giá xuất xưởng, khi đó giá bán lẻ sẽ tăng khoảng 20%, tiêu thụ sẽ giảm 863 triệu lít, thuế thu được là 12.400 tỷ đồng. Phương án 4 là áp thuế 10% giá xuất xưởng, giá tiêu thụ sẽ tăng khoảng 5%, tiêu thụ sẽ giảm 216 triệu lít, thuế thu được khoảng 3.690 tỷ đồng. Luận giải về đề xuất này, tiến sĩ Guillermo Bazai cho biết phương án thứ nhất làm giảm tác động số lượng lớn đồ uống có đường, tạo động cơ bỏ tiêu dùng, giảm tiêu dùng hoặc đồ uống có đường chứa trong bao bì nhỏ hơn. Phương án thứ hai nhằm tác động trực tiếp làm giảm hàm lượng trong đồ uống, từ đó tạo động cơ từ bỏ tiêu dùng, giảm hoặc thay thế đồ uống có hàm lượng đường cao bằng đồ uống có hàm lượng đường thấp hoặc không chứa hàm lượng đường. Hai phương án còn lại nhằm tác động tới việc tiêu dùng đồ uống có đường nói chung nhưng nhắm nhiều hơn tới các loại đồ uống có giá trị cao hơn. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất các mặt hàng nước giải khát có đường trừ sữa sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, đồng thời nâng thuế giá trị gia tăng thêm 2% áp dụng từ năm 2019. Lý do được Bộ Tài chính viện dẫn cho đề xuất này là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt nhằm giảm tình trạng người dân thừa cân, béo phì và mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, ngay khi được đưa ra lấy ý kiến, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của các hiệp hội, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bản kiến nghị gửi Bộ Tài chính góp ý về việc sửa đổi đề xuất đưa nước ngọt
vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 10%. Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI cho rằng hiện chưa có đánh giá cụ thể hơn về việc liệu đánh thuế ở mức 10% đối với nước ngọt sẽ giúp làm giảm hoặc làm chậm tốc độ tăng tỷ lệ béo phì ở Việt Nam bao nhiêu. Đây là yếu tố quan trọng nhất để cân nhắc về hiệu quả của chính sách thuế. VCCI cho rằng mức thuế 10% có thể không ảnh hưởng nhiều đến các gia đình ở thành thị, nhưng sẽ là tác động đáng kể đối với khả năng chi tiêu của nhiều gia đình tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thuế đánh vào nước ngọt có thể sẽ không chỉ tước đi niềm vui của các em nhỏ nông thôn, mà còn có thể làm chậm tiến trình xóa suy dinh dưỡng trẻ em. Mặt khác, theo cách đánh thuế đề xuất của Bộ Tài chính, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát, các doanh nghiệp mía đường, nông dân trồng mía chịu ảnh hưởng, mà có thể cả những doanh nghiệp nông dân trong các ngành cà phê, chè, trái cây, thậm chí cả ngành sữa cũng bị ảnh hưởng. Chống tham nhũng, Đảng đã lấy lại niềm tin trong nhân dân. Tại Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 25 tháng 6, đã tổng kết những mặt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng. Theo dõi diễn biến hội nghị, nhiều cán bộ, đảng viên phấn khởi và bày tỏ niềm tin vào Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên tổng biên tập, báo Quân đội Nhân dân cho rằng, hội nghị lần này đã triệu tập đầy đủ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hơn 100 ủy viên trung ương và tất cả các cán bộ có trách nhiệm, là một hội nghị rất quan trọng. Hội nghị đánh giá được kết quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện phòng chống tham nhũng. Theo Thiếu tướng Phan Khắc Hải, kết quả chống tham nhũng thời gian qua đã làm rất tốt. Chúng ta đã lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng. Phòng chống tham nhũng không phải chỉ có một đợt là xong, mà đây là chống giặc nội xâm, rất tinh vi, vì vậy chúng ta phải làm kiên trì và lâu dài. Qua hội nghị lần này, đã tổng kết những việc làm được, chỉ ra những điều hạn chế, thiếu sót để công tác này hiệu quả hơn. Cũng đồng quan điểm với Thiếu tướng Phan Khắc Hải, Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang, Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho rằng, hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, thực sự là một sự kiện lớn, làm rõ những việc đã làm được. Và đề ra những giải pháp, để công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới, được triệt để hơn. Về những phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Lê Mã Lương bày tỏ đồng tình và khẳng định Tổng Bí thư đã thể hiện tâm và tầm trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, vừa quyết liệt, vừa có tình có lý. Trong báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 7 của Đảng đến nay, cũng khẳng định sau hơn 4 năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư và nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 7 của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng đã có một bước tiến mạnh, đột phá, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm, củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thiếu tướng Lê Mã Lương nhận định, không còn khái niệm đánh tham nhũng chỉ đánh từ vai đánh xuống như trước nữa, mà việc chống tham nhũng đã thực sự không nể nang, né tránh, không vùng cấm. Qua đây đã tạo được niềm tin của người dân đối với Đảng trong công cuộc đấu tranh này. Cũng nhận xét về kết quả phòng chống tham nhũng thời gian qua, Thiếu tướng Phan Khắc Hải cho rằng, tham nhũng hiện nay ngày càng tinh vi, tham nhũng đã kết hợp giữa những người có tiền với kẻ có quyền lực, thậm chí kết hợp cả hai yếu tố tiền, quyền và cả xã hội đen. Nếu không tổng kết, không nhận diện được tham nhũng, thì công cuộc chống tham nhũng sẽ đi vào bế tắc. Chống tham nhũng, trước hết phải kiểm soát được quyền lực của người đứng đầu và quyền lực từ chính sách trao cho người đứng đầu. Về việc phát huy hiệu quả giám sát của nhân dân đối với cán bộ, Thiếu tướng Phan Khắc Hải cho biết, hiện nay tiếng nói của người dân chưa thực sự được lắng nghe, việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội chưa phản ánh được hết tâm tư nguyện vọng và ý kiến của người dân, đặc biệt những ý kiến về biểu hiện tham nhũng, ý kiến trái chiều trong đánh giá về một ông quan nào đó thường sẽ rơi vào im lặng. Thiếu tướng Phan Khắc Hải kiến nghị cơ quan chống tham nhũng cần đến thẳng nơi ở của những lãnh đạo cấp cao để tổ chức những cuộc gặp với nhân dân khu vực đó, cho họ thoải mái nhận xét, đánh giá mà không lo bị trù dập. Hình thức này cũng có thể áp dụng với tất cả các cơ quan, các cấp chính quyền, để nhân viên được nói lên những hạn chế, khuyết điểm của lãnh đạo và mong muốn của họ đối với lãnh đạo. Người được góp ý, nhận xét không có mặt tại cuộc họp. Và những ý kiến đánh giá bằng lời hoặc văn bản sẽ được đảm bảo bí mật, nhân dân không lo bị trù dập,
nhân viên không lo bị đuổi việc. Còn Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên giám đốc Bảo tàng Quân sự Việt Nam cho rằng, việc đánh mạnh vào tham nhũng đã thực sự có tác động, làm thay đổi ý thức, nhận thức và hành động của cả bộ máy công quyền. Để tạo được sự thay đổi lớn này, xuất phát từ sự chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự nhất quán cao độ của Ban Chấp hành Trung ương, Thiếu tướng Lê Mã Lương khẳng định, các bước đấu tranh chống tham nhũng đạt kết quả như thời gian vừa qua, có sự chỉ đạo rất chắc chắn, quyết liệt và thận trọng của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Chống tham nhũng là một việc làm phức tạp, khó khăn, nhưng nếu không làm thì uy tín của Đảng sẽ xuống thấp, nhân dân mất niềm tin. Rất may, thời gian qua, Đảng đã làm được cái việc khó khăn ấy, đã lấy được niềm tin của người dân với Đảng. Thiếu tướng hùng lực lượng vũ trang, Lê Mã Lương nhấn mạnh,